Trang kính chào tất cả quý vị khán giả. Thưa quý vị, chương trình Nối kết yêu thương là một chương trình truyền hình thực tế về phẫu thuật tim miễn phí dành cho trẻ em nghèo trên khắp mọi miền đất nước. Chương trình do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Tập đoàn Vinacapital, Quỹ Nhịp tim Việt Nam phối hợp thực hiện với mong muốn ngày càng có thêm nhiều những trẻ em nghèo được chữa trị, hội nhập và hướng đến tương lai. Bên cạnh đó, qua chương trình này, chúng tôi cũng hy vọng sẽ có thêm nhiều những tấm lòng nhân ái có thể đến được với những trái tim chưa thật bình yên trên khắp mọi miền đất nước. Như thường lệ, chương trình hôm nay sẽ được bắt đầu với một thông tin cộng đồng. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, ngày hôm nay thì ekip những người thực hiện chương trình chúng tôi đang có mặt tại huyện Đạ Oai của tỉnh Lâm Đồng. Và ngày hôm nay thì Đoàn Nhịp tim Việt Nam cùng với tập thể các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Tim Tâm Đức đang mở một cuộc khám sàng lọc tim cho trẻ em nghèo từ 0 đến 18 tuổi tại khu vực này. Và đây cũng là một trong 12 huyện đã được Nhịp tim Việt Nam đi qua và mở những cuộc khám sàng lọc trong suốt tháng 6 vừa qua. Tiếp nối những hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo tại các địa phương phía Nam, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. Vừa qua, Quỹ Nhịp tim Việt Nam đã phối hợp với Bệnh viện Tâm Đức Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Lâm Đồng tổ chức 3 đợt khám sàng lọc tại các huyện Bảo Lâm, Đa Hoai, Đạ Tẻ, trực tiếp xem xét các hồ sơ và khám sàng lọc trẻ em nghèo bị tim bẩm sinh tại đây. Đợt 1 từ ngày 20-21 tháng 5 khám cho 210 trẻ, chỉ định phẫu thuật cho 13 bé. Đợt 2 từ ngày 4, 5 tháng 6 khám cho 490 trẻ, chỉ định phẫu thuật cho 17 bé. Đợt 3 từ ngày 11, 12 tháng 6 khám cho 410 trẻ, chỉ định phẫu thuật cho 9 bé. Trong đợt khám sàng lọc lần này, các y bác sĩ đã khám sàng lọc cho gần 100 trẻ em nghèo, đã xác định được 23 trẻ bị tim bẩm sinh cần phải phẫu thuật sớm. Thưa bác sĩ Nam, bác có thể chia sẻ về những cái đánh giá của mình về tình hình trẻ em bị bệnh tim tại Lâm Đồng được không ạ? Trẻ em bị bệnh tim của Lâm Đồng nói riêng cũng như các tỉnh nói chung cũng còn rất là nhiều. Đặc biệt là cái lớp trẻ mà mới sinh được khoảng trong vòng 1 năm tuổi. Nhưng mà cái chương trình kỳ này của chúng ta đi thì mục đích là chúng ta tầm soát tất cả các cái trẻ bị bệnh tim từ trước tới giờ cũng như những trẻ mới được sinh ra trong thời gian gần đây. Mục đích đó là cái mục đích rất là tốt nhằm phát hiện càng sớm càng tốt tất cả những cái đứa trẻ được sinh ra mà không may mắc bệnh tim, giúp cho các trẻ đó có điều kiện để đưa về phẫu thuật kịp thời để nhằm cứu sống các trẻ đó cũng như đưa về cái cuộc sống bình thường. Sau những cái ngày mà mình rong ruổi cùng với Nhịp tim Việt Nam đến các vùng sâu vùng xa để khám tim cho trẻ em nơi đây thì bác sĩ có thể chia sẻ những cảm xúc của mình được không? Đây là một trong những cái chuyến đi dài của chúng tôi. Từ ngày 20 tháng 5 cho tới bây giờ, chúng tôi đã tổ chức thành 3 đợt. Mỗi đợt như vậy kéo dài khoảng chừng 3 ngày. Đi qua 10 huyện, đã đi qua 10 huyện của tỉnh Lâm Đồng. Còn 2 huyện nữa, ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục. Như vậy thì thật sự mà nói, mỗi nơi nó có một cái cảm xúc riêng. Thì đặc biệt ở vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, hẻo lánh như thế này thì bà con cũng còn rất là khổ. Đặc biệt là những gia đình mà có trẻ bị bệnh tim rất khó có hoàn cảnh mà tiếp cận với cái nền y tế mà tương đối tiến bộ. Thì chúng ta với cái hy vọng của người thầy thuốc thì đến những cái vùng sâu xa như vậy làm sao cho tất cả các bà con có con em mà không may bị bệnh tim đều được một cái cơ hội được khám và được chẩn đoán cũng như được điều trị giống như những cái trẻ ở những cái thành thị khác trên cả nước. Sau chuyến khám sàng lọc này, Quỹ Nhịp tim Việt Nam sẽ lên danh sách để các địa phương và bệnh viện Đại học Y Dược tổ chức đưa các em về Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Tổng cộng sau 3 đợt khám, 1.110 trẻ đã được khám tim ít nhất một lần trong đời, 39 bé được phát hiện bệnh tim và chỉ định phẫu thuật. Qua đợt khám sàng lọc này cho thấy, nếu địa phương nào tổ chức tốt việc phổ biến đến người dân nghèo việc phẫu thuật tim nhân đạo sẽ góp phần làm giảm thiểu tình trạng nhiều bé đến bệnh viện quá trễ, sẽ không còn khả năng chữa trị. Được biết, với quyết tâm của Nhịp tim Việt Nam và Hội Bệnh nhân nghèo Lâm Đồng, các bé được chỉ định phẫu thuật tim trong đợt này sẽ được Bệnh viện Tâm Đức chữa trị trong thời gian sớm nhất. Đây là năm thứ tư mà Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo người tàn tật trẻ mồ côi đi vào hoạt động. Và đặc biệt trên các địa bàn, riêng cái địa bàn huyện Di Linh
thì đã có 41 cháu bé được chúng tôi vận động tài trợ phẫu thuật tim ở các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 4 năm qua. Và đây là phải nói là một cái huyện mà cái tỷ lệ các cháu bé bị tim bẩm sinh rất cao. Là riêng Di Linh, hơn 200 cháu khám thì đã có 13 bệnh nhân được chỉ định mổ. Thì cái tỷ lệ cao so với các cái địa phương khác. Thì chúng tôi cũng rất mong muốn là Ủy ban Nhân dân, các địa phương, xã, thị trấn trong huyện Di Linh, rồi các cái đoàn thể phối hợp tốt hơn nữa với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo, người tàn tật, trẻ mồ côi để tổ chức các cái chương trình khám tầm soát, khám sàng lọc để phát hiện sớm những trường hợp các cháu bé bị bệnh tim bẩm sinh. Chị Huệ thân mến, chị có thể chia sẻ những đánh giá và cảm xúc của mình trong suốt cái đợt khám sàng lọc tim vừa rồi tại tỉnh Lâm Đồng được không ạ? Chúng tôi có làm được nhiều đến đâu đi nữa, chúng tôi có đi xa, đi sâu đến các cái vùng sâu của các tỉnh đi xa đến đâu đi nữa, nhưng nếu không có cái sự cộng tác, nếu không có cái sự giúp đỡ từ phía cá nhân của những gia đình, từ phía những ông bố bà mẹ hãy đưa con mình đến khám tim tại nơi mà Nhịp Tim Việt Nam tổ chức, tại nơi mà các cái đoàn bác sĩ đang đưa đi về, thì lúc đó cái sứ mệnh của chương trình Nhịp Tim Việt Nam đó là tìm và phát hiện ra càng nhiều trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh trên toàn quốc và trên cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng sẽ càng được thực hiện càng ngày càng tốt. Và tôi hy vọng rằng là các ông bố bà mẹ hãy cho con em mình được khám tim ít nhất một lần trong đời, để các em được một lần khám tầm soát tim để biết mình có một trái tim khỏe mạnh hay không. Và nếu như có không có những cái nhịp đập khỏe mạnh thì chúng tôi có thể tìm và phát hiện cứu các em ngay hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị khán giả, có thể nói rằng là để tổ chức được một đợt khám sàng lọc tim như thế này thì phải kể đến sự nỗ lực và tâm huyết của Nhịp Tim Việt Nam cũng như là tập thể các y bác sĩ. Bởi lẽ ngoài những đợt khám sàng lọc tại các thành phố lớn thì Nhịp Tim Việt Nam còn vượt những cái chặng đường rất là xa xôi và hiểm trở để đến với các vùng sâu vùng xa, mở rộng cơ hội được khám tim cho các trẻ em nghèo từ 0 đến 18 tuổi tại khu vực này. Và tất cả chúng tôi muốn gửi đến quý vị một thông điệp rằng các bậc làm cha làm mẹ hãy đưa con em mình đi khám tim ít nhất một lần trong đời, bởi lẽ có rất là nhiều trường hợp các em nhỏ mặc dù là không có bất cứ một cái dấu hiệu gì nhưng mà khi khám thì phát hiện ra là bệnh tim và cuối cùng thì không thể nào cứu chữa được và đánh mất tính mạng của mình vì căn bệnh tim quái ác này. Kính chào tất cả quý vị khán giả. Trong suốt tháng 6 vừa qua thì Đoàn Nhịp Tim Việt Nam đã mở những đợt khám sàng lọc cho trẻ em nghèo từ 0 đến 18 tuổi trong 12 huyện của tỉnh Lâm Đồng. Ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại thôn 2, xã Hòa Ninh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một cậu bé mới 8 tuổi thôi. Em tên là Đinh Trí Đức. Bây giờ thì xin mời tất cả quý vị khán giả sẽ cùng tôi và những vị khách của mình gặp gỡ gia đình của em Đinh Trí Đức nhé. Hiện tại thì gia đình của mình có bao nhiêu cháu ạ? Dạ, nhà em có 2 cháu chị. Một bé thì cháu đang học lớp 2, còn một bé đang 4 tuổi ạ. Đức là con đầu trong gia đình đúng không? Dạ vâng, bé là con đầu trong gia đình chị. Em phát hiện bệnh tim từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc cháu được 1 tuổi thì là gia đình cho đi khám bác sĩ Tư, bác sĩ Đức ở Bảo Lộc. Bác sĩ Đức bảo là nghi là tim thôi, còn cũng chưa chẩn đoán. Thế là 1 năm sau em mới có điều kiện cho cháu đi xuống nhi đồng 1. Nhi đồng 1 đã chẩn đoán cháu là bị tim. Và từ đấy đi là vợ chồng em không có điều kiện cho cháu đi khám nữa. Phát hiện bệnh tim từ năm 1 tuổi. Mà bây giờ em đã là học lớp 3 rồi, tức là 7 năm rồi đúng không? Thì trong 7 năm qua em nó có biểu hiện bệnh như thế nào không ạ? Tân tê của cháu thì không thể có thấm, nhưng mà cháu hiện là hay ốm. Cứ một tháng cháu phải ốm 2-3 lần. Cứ đi bác sĩ, cứ liên tục ra hay sốt. Mà sốt, mỗi lần sốt có 39 độ là cháu bị co giật rồi. Bây giờ vợ chồng em cứ đi làm thuê, người ta mướn là cái gì thì vợ chồng em đi làm cái đấy. Cứ đi cào cỏ hay là người ta bảo cào cỏ hay là bón phân hay là cái gì thì vợ chồng em lại đi làm. Chồng em thì sức khỏe hơn, thì mỗi tháng thì người ta trả chồng em là 1,5 triệu. Còn em thì sức khỏe yếu thì cứ phải tìm có 1 triệu thôi chị. Gia đình mỗi tháng có 2,5 triệu, nuôi 2 cháu ăn học nữa. Vợ chồng em là thật khó khăn lắm. Nắm lúc mà gửi cháu đi làm thì cháu ốm mà bà hàng xóm cứ gọi điện và là về xem ngó con thế nào. Nhưng mà bây giờ xa quá thì lại xe mẹ thì có một cái chiếc xe. Nên thôi cứ nhờ hàng xóm trông cháu đây. Nắm lúc mà cháu chảy màu cam. Cái đợt vừa rồi tháng 11 vợ chồng cứ đi hái cà thuê đấy. Cháu chảy màu cam mà không ngừng đến nó đi học cô giáo phải gọi điện về.
bảo là cháu chảy máu cam quá mà vợ chồng phải làm thế nào ra ba tiệm bác sĩ, thế là bác sĩ cho cái thuốc mà cầm máu nhưng mà lại không, cái thuốc đấy không dành cho trẻ con mà dành cho người lớn, nhưng mà bác sĩ ông bác sĩ để bảo thôi cứ về bẻ một chút xíu để cho cháu uống cho cháu cầm máu đấy, cứ nhét bông mà cháu cứ nằm cứ thở phì phèo ra, cứ chảy máu cam suốt à. Mà sinh con ra ai muốn con khỏe mạnh, nhưng mà không may vợ chồng em sinh cháu ra thì lại bị cháu ốm đau, vợ chồng em nghe tin mà cháu bị tim bẩm sinh, hai vợ chồng cứ khóc suốt. Nhưng mà bây giờ sinh con ra người ta bảo sinh con ra là phải nuôi, nên vợ chồng em vẫn cố gắng nuôi cháu ăn học để cháu thành tài về sau còn giúp đỡ được bố mẹ. Mà chị em vẫn cố gắng đi làm thuê cứ cho cháu ăn học, sữa siếc người ta sữa hộp, nhưng mà vợ chồng em lâu lâu vẫn mua được cái lốc sữa mà 17.000 một hộp. Khi mà chúng ta nghe những chia sẻ của mẹ bé Đức thì chúng ta cũng chỉ biết được sơ qua về tình trạng bệnh của em thôi, nhưng mà để biết được chính xác bệnh tình của em như thế nào thì có lẽ là phải nhờ đến bác sĩ. Chị Đức này là bệnh bị mắc một cái bệnh bệnh tim bẩm sinh, đó là hẹp van động mạch phổi. Bình thường á thì bé này cũng không có biểu hiện lâm sàng gì, nhưng mà khi mà gắng sức lên á thì bé sẽ mệt khó thở. Thì cái bệnh này á, nếu mà mình không can thiệp thì bé sau này á, nó sẽ bị suy tim. Cái phương pháp để mình can thiệp á thì sẽ có hai phương pháp, đó là mình thông tim, mình nông cái van bằng bóng, hoặc là mình phẫu thuật. Mà do là cái bệnh của bé này là hẹp tại van, và mức độ hẹp là trung bình, nên là cái khả năng này là cái lựa chọn mà tốt nhất là mình thông tim và nông van bằng bóng. Thì cái dưỡng hậu sau này bé thì sẽ sống lại, nếu mà mình nông van bằng bóng thành công thì cái khả năng là bé sẽ trở về cuộc sống giống như những trẻ gần như là bình thường như những trẻ khác. Chi phí của phẫu can thiệp của cho bé Trí Đức á là mình khoảng là 40 triệu. Nãy giờ thì Trang thấy là bố của em ngồi thầm lặng một góc, tình yêu của người cha thì lúc nào cũng bao la nhưng mà luôn luôn thầm lặng. Anh có thể chia sẻ một chút những cảm xúc của mình lúc này với tất cả mọi người ở đây cũng như là với tất cả quý vị khán giả đang xem đài được không? Trước hết xin cảm ơn các ban lãnh đạo huyện xã và các mạnh thường quân và ban bảo vệ hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Tôi ước muốn một điều là sao cho con nó khỏi bệnh thôi ạ. Gia đình chỉ đi làm thuê làm mướn cũng đủ ăn tiêu qua ngày, chứ còn tiền thuốc men thì cũng phải mượn thêm bà con xung quanh ạ. Thưa tất cả quý vị, có làm cha làm mẹ thì mới biết được nỗi lòng của người cha người mẹ. Ai cũng muốn đứa con mình sinh ra được khỏe mạnh, được vui vẻ, được đến trường và có một tương lai tươi sáng. Thế nhưng đối với cha mẹ của bé Trí Đức thì thấy con bệnh mà gia đình lại quá khó khăn, không thể nào lo cho chi phí phẫu thuật của con. Bây giờ thì chúng tôi rất là muốn biết những chia sẻ của chú Trần Lực đến từ Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo của tỉnh Lâm Đồng. Thì với tư cách là một cái tổ chức chăm lo cho bệnh nhân nghèo, đặc biệt là các cháu bé, thì chúng tôi cũng đã có ý kiến với hai nhà tài trợ, trong đó đặc biệt là có cái chương trình Nhịp Tim Việt Nam của Vinacapital, thì sẽ tài trợ 100% chi phí cho cháu được phẫu thuật sớm trong tháng 6 này. Về phần hội đó thì chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại cho gia đình để đưa cháu vào bệnh viện Tim Tâm Đức, và chúng tôi sẽ cử một cái bộ phận vào tận bệnh viện để không chỉ chăm lo cho bé Trí Đức mà tất cả bệnh nhân của Lâm Đồng sẽ nhập viện phẫu thuật tại bệnh viện Tâm Đức trong tháng 6, tháng 7. Thì chúng tôi sẽ lo từng bữa ăn, từng ly sữa cho các cháu. Hội sẽ lo tất cả mọi chi phí đi lại và để cho gia đình yên tâm để mà chăm lo cho con mình để cháu sớm được trở về thì chuẩn bị cho năm học mới. Bây giờ tư cách là một người đại diện của Nhịp Tim Việt Nam thì chị có những suy nghĩ gì về trường hợp này? Nãy giờ thì mình nghe chia sẻ của mẹ và của tất cả các anh chị bên địa phương cũng như là bác sĩ nói về trường hợp của bé Trí Đức thì thật sự là với cá nhân của tôi á, tôi ước gì tôi gặp em sớm hơn.
gặp ngay khi em mới phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh lúc 1 tuổi, để có thể chương trình Nhịp Tim Việt Nam đã có thể giúp em ngay tại thời điểm đó, và bố mẹ bây giờ đã không phải lo một cái nỗi lo về sinh mạng của em, cũng như là cái hoàn cảnh gia đình có thể nó đã không phải đến mức như hiện tại. Thế nhưng mà tôi nghĩ vẫn còn rất là may mắn vì Nhịp Tim Việt Nam đã có thể đến đây tìm và phát hiện em, cũng như là có cơ hội để được cứu chữa em kịp thời. Với vợ chồng em cũng mong muốn là con em nếu mổ được khỏe bình thường. Vợ chồng em không có một điều ước gì nữa, ước là con khỏe, dù bố mẹ đói nghèo nhưng mà con khỏe là bố mẹ mừng nhất. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi tin rằng là sự yêu thương, sự quan tâm và chia sẻ của quý vị sẽ là một liều thuốc kỳ diệu để hồi sinh trái tim của các em nhỏ bị mắc bệnh tim bẩm sinh, và làm hồi sinh trái tim của những người mẹ như là người mẹ đang ngồi cạnh tôi lúc này. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Nối Kết Yêu Thương. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thưa tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối Kết Yêu Thương qua màn ảnh nhỏ, sự đóng góp của quý vị là hết sức quý báu và cần thiết để cứu sống các em nhỏ bị bệnh tim bẩm sinh trong lúc này. Vì vậy, quý vị đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để thể hiện tấm lòng và sự quan tâm của mình. Thùy Trang xin được thay mặt cho những người làm chương trình cảm ơn lòng hảo tâm của tất cả quý vị. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau. 100% đóng góp của quý vị sẽ được sử dụng trực tiếp để phẫu thuật cho các trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam số 24 Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838278787, website nhịptimvietnam.org.